Vụ xuyên Việt oi, những chiếc đồng hồ Patek Philippe xa xỉ được hối lộ cho ai? Đề nghị truy tố cựu, bí thư tỉnh ủy, thứ trưởng, vụ trưởng, giám đốc sở, chủ tịch xuyên Việt oi. Cựu quả bóng vàng Việt Nam nhận án 4 năm 6 tháng tù vì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kính chào quý khán giả của kênh Biên niên tiểu sử thân mến, mới đây vụ án xuyên Việt oi đã gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước ảnh hưởng xấu đến bộ máy nhà nước của chúng ta. Vậy vụ xuyên Việt oi đã gây thất thoát những gì? Các bạn và chúng tôi cùng tìm hiểu vụ án này đã diễn ra như thế nào. Vụ xuyên Việt OI, những chiếc đồng hồ Patek Philippe xa xỉ được hối lộ cho ai? Để các loại hồ sơ của công ty được thông suốt, bà chủ công ty xuyên Việt OI đã hối lộ cho các bị can tiền mặt. Bộ gậy đánh golf, ô tô hạng sang, 5 chiếc đồng hồ Patek Philippe có giá trị vài chục nghìn đô la Mỹ đến hơn 400.000 USD chiếc. Cuộc ngã giá tại khách sạn, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi và một số cơ quan, tổ chức. Đồng thời, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao, vụ 1, đề nghị truy tố 15 bị can về 4 nhóm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Kết luận điều tra cáo buộc quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công ty Xuyên Việt oi có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại 1.463 tỷ đồng. Để che giấu sai phạm, Hạnh cùng thuộc cấp tại Xuyên Việt oi hối lộ nhiều cựu quan chức, trong đó nhóm Hạnh hối lộ bị can Nguyễn Lộc An, nguyên Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, để doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Cụ thể, Ngày 22 tháng 8 năm 2016, xin Việt Oi được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, có hiệu lực đến ngày 22 tháng 8 năm 2021. Sắp hết thời hạn, xin Việt Oi không đủ điều kiện được cấp thêm giấy phép nên hạnh tìm cách hối Nguyễn Lộc An để được giúp đỡ. Theo đó, tháng 3 năm 2016, Hạnh gặp An tại khách sạn Victory, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, do thấy Việt Oi còn thiếu một số điều kiện để được cấp phép, An đồng ý giúp Hạnh và cho biết chi phí phải theo mặt bằng chung từ 5 đến 7 tỷ đồng. Ông An đã yêu cầu Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện cấp phép còn thiếu, nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vào bộ phận một cửa của Bộ Công Thương để An xử lý. Lần gặp đầu tiên này, Hạnh đưa cho An 50 triệu đồng. Đến tháng 5 năm 2016, tại nhà khách Bộ Công Thương phía Nam, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Lộc An lần thứ hai gặp gỡ, nhận 100 triệu đồng. Tháng 8 năm 2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do Nguyễn Lộc An làm trưởng đoàn, đến làm việc tại trụ sở công ty xuyên Việt Oi kiểm tra thực tế điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu, An đã nhận thêm 250 triệu đồng. Nguyên thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận 50.000 đô la Mỹ sau ký giấy phép. Cơ quan an ninh điều tra xác định, nguyên thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ 50.000 đô la Mỹ từ nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oi. Hoàn tất kết luận điều tra vụ Xuyên Việt Oi, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an cho rằng đây là vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ liên quan đến lĩnh vực an ninh năng lượng, an ninh tài chính, ngân hàng, xảy ra từ trung ương đến địa phương, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây thất thoát tài sản nhà nước đặc biệt lớn. Ngày 19 tháng 8 năm 2016, Nguyễn Lộc An ký công văn kèm theo phiếu trình giải quyết công việc gửi bị can Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, báo cáo kết quả kiểm tra thực tế điều kiện cấp phép. Trong đó, đề xuất ký ban hành giấy phép cho xuyên Việt OI vì doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định. Theo cơ quan điều tra, trên cơ sở đề xuất của Nguyễn Lộc An, ông Đỗ Thắng Hải ký ban hành giấy phép kinh doanh cho Xuyên Việt Oi, có giá trị hết ngày 22 tháng 8 năm 2026. Hối lộ đồng hồ xa xỉ. Sau khi công ty Xuyên Việt Oi được cấp phép, Hạnh mời An đến nhà ăn tối và đưa chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Ông An khai đã bán đồng hồ này với giá 23.000 đô la Mỹ. Như vậy, căn cứ tài liệu thu thập, lời khai của các bị can, người liên quan xác định trong việc xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu cho công ty Xuyên Việt Oi. Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ ông Nguyễn Lộc An 400 triệu đồng tiền mặt và một đồng hồ trị giá 23.000 đô la Mỹ, tương đương 521 triệu đồng. Ngoài ông An, 7 bị can khác cũng bị truy tố tội nhận hối lộ, song duy nhất ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, được hạnh biếu vật chất có giá trị lớn gồm một đồng hồ Patek Philippe Blot trị giá 421.000 đô la Mỹ, một bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng, một xe sang hiệu Mercedes S450 Luxury trị giá 6,7 tỷ đồng và hơn 1 triệu đô la Mỹ mặt. Tại kết luận điều tra cũng cho thấy, trong các dịp sinh nhật, chúc mừng ông Thọ nhận chức, bị can hạnh còn biếu tặng ông Thọ 3 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Patek Philippe với tổng giá trị hơn 355.000 đô la Mỹ. Đề nghị truy tố cựu, bí thư tỉnh ủy, thứ trưởng, vụ trưởng, giám đốc sở, chủ tịch xuyên Việt Oi. Cơ quan an ninh điều tra, Bộ công an vừa ra kết luận vụ án xảy ra tại công ty xuyên Việt Oi và một số cơ quan và đề nghị truy tố 15 bị can. Truy tố bị can Lê Đức Thọ hai tội danh. Cơ quan an ninh điều tra, Bộ công an vừa ra kết luận vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi và một số cơ quan. Trong đó có Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm chủ tịch xuyên Việt Oi, Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo kết luận, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại xuyên Việt Oi, bị can Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng. Đầu tiên, Hạnh chỉ đạo nhân viên chuyển tiền quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì trích quỹ BOG theo quy định. Số tiền này được bị can dùng mua bất động sản, cho bạn bè vay, chi tiêu cá nhân, chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế Thành phố, Hồ Chí Minh. Để đối phó với hoạt động thanh, kiểm tra, Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ BOG, nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu. Hành vi này gây thiệt hại hơn 219 tỷ đồng. Sai phạm thứ hai của bà Hạnh xảy ra trong việc xuyên Việt oi thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách. Cụ thể, Mai Thị Hồng Hạnh cố ý sử dụng tiền thuế đã thu hộ cho nhà nước để dùng vào mục đích cá nhân. Việc này gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan an ninh điều tra đề nghị truy tố 15 bị can. Trong đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và nhận hối lộ. Truy tố ông Đỗ Thắng Hải cùng 6 bị can tội nhận hối lộ. 7 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ gồm: Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Công thương. Trần Duy Đông, nguyên vụ trưởng thị trường trong nước, Bộ Công thương. Hoàng Anh Tuân và Nguyễn Lộc An, nguyên vụ phó thị trường trong nước. Lê Duy Minh, nguyên giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên cục trưởng thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Đặng Công Khôi, nguyên cục phó quản lý giá, Bộ Tài chính. Phan Kiến Anh, nguyên giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn. Truy tố giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên và phó giám đốc xuyên Việt Oi. Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ. Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt OI bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Truy tố 5 bị can tội đưa hối lộ. 5 người bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ gồm: Nguyễn Văn Thắng, nguyên phó giám đốc chi nhánh Hà Nội của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch xuyên Việt OI. Vũ Trung Thành, nguyên giám đốc Việt Tin Banh, chi nhánh Thanh Xuân. Cựu quả bóng vàng Việt Nam nhận án 4 năm 6 tháng tù vì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã tuyên phạt 5 bị cáo là cựu cầu thủ câu lạc bộ Hà Tĩnh vì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chiều nay ngày 27 tháng 8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ 5 cựu cầu thủ câu lạc bộ Hà Tĩnh sử dụng ma túy. Cả năm bị cáo cùng bị tuyên phạt về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Đinh Thanh Trung 36 tuổi, bị tuyên 4 năm 6 tháng tù. Dương Quang Tuấn, 28 tuổi, 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Trung Học, 26 tuổi, 4 năm tù, Nguyễn Ngọc Thắng, 22 tuổi, 4 năm tù và Nguyễn Văn Trường, 21 tuổi, 4 năm tù. Cựu quả bóng vàng Việt Nam nhận án 4 năm 6 tháng tù vì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Năm cựu cầu thủ câu lạc bộ Hà Tĩnh thời điểm bị bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định, Đinh Thanh Trung giữ vai trò chủ mưu là người khởi xướng, cung cấp địa điểm trực tiếp đi lấy ma túy cho người khác sử dụng và rủ lò thị định đến sử dụng ma túy cùng. Đinh Thanh Trung từng giành giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2017 và giành chức vô địch V, league mùa giải 2017. Cựu quả bóng vàng Việt Nam nhận án 4 năm 6 tháng tù vì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Dương Quang Tuấn là người trực tiếp liên hệ mua và đi lấy ma túy, chuẩn bị công cụ, đồ vật để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trực tiếp xào ma túy ketamin cho người khác sử dụng, Đưa ma túy cho người khác sử dụng và rủ Trần Thị Thúy Giang đến sử dụng ma túy cùng. Nguyễn Trung Học là người chuẩn bị nước ngọt để pha chế ma túy, đưa ma túy cho người khác sử dụng và rủ Lý Thu Hà đến sử dụng ma túy cùng. Trên đây là những tin tức mới nhất được chúng tôi tổng hợp. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy bấm đăng ký để xem thêm nhiều video mới.